Để bảo vệ nền hòa bình cho thế giới, tôi, Minh Đậu Đỏ sẽ quyết tâm bảo vệ khu phố này. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phi Đậu Trân Chuồn. Mình là Minh Đậu Đỏ đây. Các bạn biết không, dạo gần đây khu phố nhà mình xuất hiện một tên trộm rất là xấu tính, ăn trộm hết nhà này đến nhà khác, mất bao nhiêu đồ đạc. Mình rất là bức xúc. Thế nên hôm nay mình sẽ quyết tâm trở thành một thám tử điều tra các vụ án tên trộm đã gây ra. Các bạn hãy theo dõi mình nhé. Các bạn ơi, nào, chúng mình cùng bắt đầu điều tra thôi. Let's go. Đầu tiên mình sẽ... Ui các bạn ơi, đây là một căn nhà có tivi. Ui, bây giờ mình phải làm gì đây? Mùi nó phải bịt mũi hay là phải uống nước? Mình nghĩ là mình sẽ uống nước. Đấy, uống nước thì nó sẽ... thì mình sẽ thoát ra được. Đấy, đúng luôn các bạn ạ. Tiếp theo nhá. Ui, lại là cái tivi tiếp. Ui, lại còn có một cái răng cưa nữa. Mình đang bị chói, mình đang bị nhốt rồi các bạn ạ. Thì bây giờ một là dùng cục gạch, hai là dùng một thanh gỗ. Thì mình nghĩ mình sẽ dùng cục gạch. Ui, không phải thế này rồi. Các bạn ơi, không phải thế, mà mình phải chọn cái đèn. Mình bấm đèn để mình đu lên, đu đưa. Đấy, thành công. Yeah. Nào, tiếp theo mình sẽ đến một căn phòng tiếp theo. Ở đây trong này một cái chìa khóa nè. Và đây mình lấy cái chìa khóa ra. Ui, các bạn ơi, người ta lừa mình, một cú lừa. Trong này có cả lửa nữa. Thì mình phải dùng bắt ngô hoặc là mình dùng cái đập cửa. Mà mình nghĩ đập cửa đây sẽ không có anh em mình đâu. Thế nên mình sẽ dùng bắt ngô. Mình sẽ thành bọc ngô, ăn được bọc ngô. Các bạn ơi, cho bọc ngô bây giờ thành là phun thành bao nhiêu bọc ngô luôn. Bọc ngô là mình rất là thích ăn luôn. Các bạn ơi, mình móc lên nhưng mà cái này nó không chắc chắn, nó sẽ bị tuột xuống, nó sẽ bị sai. Thế nên mình sẽ dùng cái vặn nước. Vặn nước ấy, nó hút lên à. Ui, nước nó sẽ đẩy người mình lên các bạn ạ. Thì là bất ngờ luôn, mình cũng không ngờ tới luôn. Ở đây một cái cánh cửa và một quả bom đang hẹn giờ. Sợ, rất là đáng sợ. Thì ở đây có một cái bom lổ và một cái hút điện. Mình sẽ phải chọn cái bom lổ. Để lổ, ui, cho thật nhanh. Thế mà lúc nãy cái cửa nó không trèo lên nhanh luôn nhà các bạn nhỉ. Đấy, giờ mình sẽ đi qua. Rất là nhiều kim tiêm, rất là đáng sợ. Đấy, thành công, yeah. Cửa tiếp theo. Ui, ở đây có một cô gái tóc vàng đang bị quấn, đang bị trói. Thì mình sẽ nên dùng kéo hoặc là mình sẽ dùng lửa. Thì mình nên dùng gì đây? Mình dùng lửa mình làm tan đá này ra thì cô gái này sẽ phải rơi xuống. Hoặc là mình sẽ dùng kéo cắt và cô gái này sẽ rơi xuống luôn. Thì mình sẽ dùng gì bây giờ ta? Các bạn ơi, dùng cái kéo này cắt lên này thì nó sẽ bị trượt xuống. Thì cái tảng đá này sẽ bị sai. Thì nên mình phải dùng lửa để mình tan đấy. Cô gái này mặc dù bị bốc lửa nhưng vẫn may vẫn là cứu được các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đến một cái bể, một cái bể để tắm, để ngồi tắm. Thì mình phải dùng gì đây ta? Mình sẽ dùng một là mình chọn một người hay mình chọn hai người. Thì đang mình đang có hai người, mình sẽ chọn hai người. Nhảy, tất cả cùng nhảy vào. Yeah, thành công. Một cây làm chẳng nên non, nhưng mà hai người chụm lại sẽ thành một cái gì đấy rất là hay các bạn ạ. Thì là mình đã vượt qua. Tiếp theo nhá, các bạn ơi, ở đây có một cái lượn, có một cái hố ở dưới rất là nhiều cái răng cưa nhọn ở đây. Một là mình sẽ dùng cô gái này, hai là mình sẽ trói chân lại. Mình đã bị trói chân rồi thì mình sẽ dùng cô gái này để giải cứu đi. Cố lên. Yeah. Thì là mình đã bóc cổ được cái tên mà đã điều khiển này. Thật là đáng sợ đúng không các bạn? Thì là tên xấu đã bắt rồi các bạn ạ. Mình đã bắt được một tên xấu rồi để giải cứu khu phố nhà mình rồi. Tên xấu rất là xấu xa, có rất là nhiều mưu mô xảo quyệt các bạn ạ. Tiếp theo nhá. Ở đây là một trong cái thư viện sách. Và gặp một cô gái, tức là cô gái là chủ quán sách này. Ui các bạn ơi, cảnh gì kìa, cảnh nóng đâu. Thì mình phải đi trốn ạ. Và bắt đầu mình sẽ, một là mình dùng cái cưa để mình cắt cái thang này đi. Hai là mình sẽ trèo lên cây luôn.
thì mình nghĩ là mình sẽ trèo lên cây luôn, tại vì các cái thang này thì nó cũng sẽ bị rụng cái trứng kia xuống thì làm sao, đúng không? Mình trèo lên là từ từ nhẹ nhàng thôi. Đấy, trèo lên từ từ nhẹ nhàng thì mình mới trứng xuống. Ôi bạn ơi, không phải rồi. Mình còn trèo luôn lên luôn như thế thì nó sẽ không đúng, tại vì mình trèo luôn thì mình sẽ bị nhô lên luôn cái giỏ trứng đấy thì là không được. Thế nên mình sẽ phải trèo lên cầu thang các bạn ạ. Mình trèo lên cầu thang nhá. Mình phải cắt cầu thang đi. Úi dồi, khổ thân ghê. Đấy, giờ mình sẽ dùng cái cầu thang đấy bẩy lên, đòn bẩy lên. Mình vào được một ngôi nhà rồi. Cái ngôi nhà này là ngôi nhà của bác An. Bác ấy vẫn đang bị trộm. Thế nên mình sẽ đến để điều tra tiếp. Một là mình sẽ chúi ở sau rèm cửa. Hai là mình sẽ trèo lên cái quạt trần. Mình nghĩ là mình sẽ trèo lên quạt trần để không ai nhìn thấy. Đấy, trốn. Đấy, đi qua đã không nhìn thấy đúng không? Mình ở trên cao. Đấy, đang là cô lạnh vào đây thay. May quá mình không chọn vào cái rèm cửa đấy, không thì mình sẽ bị sợ lắm. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ chọn sập phòng hoặc là chọn dọa ma. Mình nghĩ là mình sẽ chọn sập phòng để cho cô ý trượt chân, cô ý ngã. Đấy, ôi, đấy, thì là mình đã nhảy xuống thành công. Yeah, thành công xuất sắc. Nhưng mà chuyện chạy xưa dừng lại ở đấy, mình lại phải đi điều tra tiếp. Tại vì, đấy, hai con người này rất là đáng sợ. Thế nên mình phải dùng nhòm, nhòm. Ở đây có rất là nhiều bóng bay màu hồng này, màu trắng này. Thì bây giờ, một là mình sẽ dùng cái phi tiêu mình phi vào để cho có bóng lộ. Hai là mình sẽ dùng cái máy sấy mình thổi, bóng ra. Mình nghĩ là mình sẽ dùng cái máy sấy mình thổi ra để mình sẽ chụp ảnh lại, mình sẽ gửi về. Đấy, thổi, thổi, mặc bình thường, mình cũng không chấp nhận được. Thế nên, mình sẽ chụp bằng chụp thôi, chụp. Đấy, đây là một con chim đang bay trước đầu mình này. Thì mình một là mình sẽ dùng bánh mì. Hai là mình sẽ dùng cái này bắn. Tiếp theo, mình sẽ không thể dùng cái bánh mì được. Mình sẽ dùng cái này để bắn đi. Tinh. Bùm. Đấy, gọi thấy chưa? Thế là mình đã được chụp ảnh hai con người thành công. Còn con người tiếp theo, một cô gái đến tìm mình. Thì mình cô này nhờ mình chụp ảnh hộ. Nhưng không được. Mình đang chụp ảnh cho hai người kia rồi. Thì là mình không thể dùng cái mà lêu lêu này được. Con chó của cái cô gái này đến bảo vệ cô ý. Thế nên mình đã chọn chụp ảnh. Đấy, cho tôi một ngã kèo chụp ảnh. Đấy, thì là cô mình chỉ là chụp luôn hai con người này luôn. Được luôn các bạn ơi. Được. Đấy, cảm ơn, cảm ơn em bé nha. Rồi, tiếp theo. Kế hoạch thì là cái nhiệm vụ này đã thành công. Nhiệm vụ tiếp theo, mình sẽ đi xem mạnh. Và mình sẽ, ui, mình chụp ảnh được thì là hai con người đang đuổi theo mình. Rất là sợ. Thì bây giờ một là mình phải dở võ ra. Hai là mình sẽ tặng hoa. Mình nghĩ là mình sẽ tặng hoa, tại vì con gái rất là thích hoa. Mình sẽ tặng hoa cho cô gái này. Đấy, cô gái này sẽ thích. Và mình sẽ có cơ hội để mình chạy luôn. Chạy. Đấy. Và bây giờ mình, một là mình gọi điện thoại. Hai là mình sẽ chui vào trong cái thùng rác kia. Chui vào thùng rác thì nó sẽ mộng, nó sẽ nôi mình ra đánh này mất. Thế nên không được, mình sẽ phải gọi điện thoại. Mà gọi điện thoại thì cũng không được các bạn nhờ. Chắc mình sẽ chọn một chui vào trong cái thùng rác thôi. No. Đánh. Ôi trời ơi. Càng không được. Mình dùng như thế, mình dùng lắp cống như thế thôi mà nó vẫn đánh được mình. Thật là đáng sợ. Thì mình sẽ không được chọn cái lắp cống nữa. À, cái lắp thùng rác nữa. Mình sẽ gọi điện thoại. Gọi cảnh sát đến. À, gọi cô này, cô hai con người đi ngoại tình thì mình sẽ gọi đến. Đấy. Bây giờ một là mình sẽ đội tóc giả. Hai là mình sẽ chụp ảnh. Bạn ơi, mình mà dùng cái máy ảnh thì lại càng không được. Mình sẽ đổi sang dùng bộ tóc. Mình là con gái nè, vui là con gái hả? Mình là con gái hả? Đấy, thì làm ba người là đánh nhau, không đánh mình nữa. Nhiều khi, đấy, thì mình sẽ giúp được cô gái này rồi. Tiếp theo, mình sẽ đến, thì là mình đã thành công rồi, nhận rất nhiều tiền rồi đây nè, các bạn thấy chưa? Các bạn ơi, các bạn thấy không? Không chỉ có một tên trộm không đâu, mà còn tên trộm còn dẫn theo cả một đông bọn nữa. Nhưng mình đã bắt được hết rồi. Thám tử Minh Đỏ Đỏ. Đấy, thì
đây thì sẽ kết thúc video này ở đây. Các bạn nhớ thích video này của mình bằng cách bấm một like, đăng ký kênh để ủng hộ các video tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.